Bên trong là Ibukebe. Rất hay. Rất đẹp. Không, như vậy là tỷ số là 2-0 cho cầu thủ Quảng Nam. Không thể khác được. Sẽ bị lùng lầy dữ dội. Một lần nữa thì Ibukebe đã khiến cho các khán giả phải nhắc đến mình. Một tình huống chuyền bóng cực đẹp, cực vừa tầm cho Như Tuấn. Chạm bóng đầu tiên cắt mặt hậu vệ Hoàng Dương. Sau đó là cái chân trái của Như Tuấn đưa bóng về góc xa. 2-0 cho Quảng Nam. Mario. Quả người. Tốc độ của Di Mario rất mạnh mẽ. Di Mario đối mặt. Di Mario. 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Chỉ cần vậy thôi. Hà Nội đang làm chủ hoàn toàn mọi thứ trên sân vận động Hoàng Đẫy. Cú đúp của Di Mario. Tác giả văn sườn hậu vệ đối phương và dùng tốc độ, khả năng cản lướt vượt qua Đam Mê Mimovic, đồng thời tự tin dứt điểm, đánh lừa tình huống bắt bài của Bỉu Ngọc. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Gọn gàng và mạnh mẽ. Đó là những gì mà người ta chờ đợi ở Di Mario. Bỉu Ngọc đã đổ người quá sớm. 3-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2018 thì Hà Nội đã có 5 bàn thắng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai trên sân hàng đẫy ở trận đấu lượt đi. Và bây giờ thì họ đã có 3 bàn thắng vào lưới của Anh Gia Lai ở mùa giải 2020. Trung học. Wow! 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền đạo người Brazil cao 1m85 và là đội trưởng của đội bóng đất mỏ. Pha trồi lên đánh đầu rất hay của Bruno Hernandez. Trần Trung Hiếu là người đã kèm không tốt tiền đạo người Brazil. Bruno đã chiếm lĩnh lợi thế. Chính vì vậy sẽ khó có thể đòi hỏi sự toàn diện. Sút bóng vào! Quá đẹp mắt! Quá đẹp mắt và chắc chắn là sự bùng nổ. Không thể tin được. Ralph Benson. Một cú đá có thể nói là ở đẳng cấp cao. Một cú đá không thể cản phá. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Sở Nam Hà Nam Định. Một cú đá làm cho tất cả phải bất ngờ. Thì hãy xem cú sút này. Đây có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong cả bình diện của V-League và Cúp Quốc gia, những trận đấu của mùa giải 2020. Nhịp vào đà và cú đá là miễn chê. Tỷ số được san bằng 1-1. Không thể tìm đường vào khung thành của Quảng Nam ở những tình huống phối hợp. Cự ly của Farafat chắc chắn phải tầm 30m. Không thể chê vào đâu được. Đây có lẽ cũng sẽ là một trong những bàn thắng được đề cử là đẹp nhất V-League mùa này. Không có cơ hội cho Văn Cường.